Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 29. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo đó, 21 cán bộ đã mắc vi phạm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nhiều quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong việc phân bổ quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án. Có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Một số cán bộ đảng viên vi phạm luật phòng chống tham nhũng, trách nhiệm tập thể thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ từ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Ban Cán sự Đảng quỹ Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ từ 2011, 2016 và 2016-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định trách nhiệm cá nhân thuộc về 21 người đã và đang là cán bộ cấp cao của tỉnh, trong đó có ông Mai Văn Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Chủ tịch tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch tỉnh, Mai Xuân Liêm, Chu Phạm Ngọc Hiển, Lê Anh Tuấn, Lê Thị Thình, Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Nguyễn Ngọc Hồi, Ngô Văn Tuấn đều là nguyên Phó Chủ tịch tỉnh và các cán bộ khác đang là lãnh đạo sở ngành địa phương trong tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan. Thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Vào phiên bế mạc hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong sáng ngày hôm nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ chỉ đạo các sở ban ngành thành phố tiếp tục triển khai giải quyết với tinh thần khẩn trương, quyết liệt đối với các vấn đề dân sinh bức xúc, chung cư cũ xuống cấp, ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể về quy động nguồn lực để phát triển quản lý thu ngân sách, sẽ thực hiện 3 giải pháp gồm nguồn thu từ đất đai, nguồn tài nguyên nhân văn, nguồn lực trí tuệ, chất xám của rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, các viện trường trên địa bàn của thủ đô. Nguồn lực xã hội thông qua các dự án PPP thu hút đầu tư nước ngoài, từ đó tiếp tục thực hiện các nghị quyết của thành ủy về công nghiệp văn hóa, về chuyển đổi số, các nghị quyết chuyên đề về dự án đường vành đai 4, đầu tư 3 lĩnh vực, cải tạo chung cư cũ, tài sản công, thu hồi các dự án chậm triển khai, giá dịch vụ công ích. Một trong những nội dung đáng chú ý được thảo luận trong kỳ họp lần này là dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Về nội dung này, bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì tiếp thu tối đa các ý kiến đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo chỉ thị và ban hành để sớm triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về Bộ này quản lý với hai phương án chuyển đổi. Phương án 1, Trung tâm sẽ trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương. Ở phương án 2, mô hình được lựa chọn sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Cả hai phương án nêu trên đều đảm bảo các tiêu chí về tính độc lập, khách quan của A0 so với hiện tại, khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan và khả năng linh hoạt đổi mới sáng tạo. Cũng liên quan tới Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Giám đốc trung tâm này là ông Nguyễn Đức Ninh vừa bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện. Thưa quý vị, tại hội thảo an ninh mạng và mật mã trong nền an ninh quốc gia được tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, các đại biểu đã giúp nhận diện mối đe dọa nguy hiểm đến hệ thống mật mã nền an ninh quốc gia từ Google, Facebook, YouTube hay các ứng dụng công nghệ AI như công nghệ không người lái drone, công nghệ deepfake, máy tính lượng tử. Năm 2022, Bộ Công an đã ghi nhận phân tích gần 8 triệu cảnh báo dấu hiệu hoạt động tấn công mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chỉ đạo ngăn chặn triệt để hơn 6.900 website vi phạm pháp luật, hơn 2.000 website lừa đảo bị ngăn chặn, bảo vệ hơn 7,7 triệu người dân trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trước những thách thức này, các tham luận cũng đề xuất nhiều nhóm giải pháp liên quan đến nhận thức, chính sách, thể chế, hành lang pháp lý hay đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng về quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia tại Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác.
không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý tình huống sự cố bất thường, không căng cứng, áp lực thái quá. Đó là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt tại hội nghị giữa Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và Ban chỉ đạo kỳ thi của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lưu ý một số công việc cần lưu ý triển khai trong thời gian tới, lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh đến bố trí khu vực in sao đề thi và bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi. Công tác in sao đề thi, công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành địa phương và xây dựng các kịch bản dự phòng. Công tác phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi cũng được quan tâm, nhất là trong điều kiện hiện nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã khiến cho tình trạng gian lận sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi hơn. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, đại diện Cục A05, Bộ Công an cũng khuyến cáo các địa phương cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để không xảy ra gian lận thi cử. Các cái buồng thi, phòng thi thì cũng đề nghị các đồng chí tháo toàn bộ các thiết bị kết nối wifi và niêm phong các cái đầu mạng lại. Các phòng thi thì qua kiểm tra từ ngoái năm nay thì chúng tôi cũng thấy được vẫn còn, vì trước nó là cái phòng học, bản thân là cái phòng học của các cái điểm, các cái trường, cho nên là trong hầu hết là chúng ta đều có bố trí camera. Để đề nghị các đồng chí trong cái điểm này thì có những nơi điểm thì cũng đã bịt rồi, cũng có điểm che đi rồi, nhưng đề nghị các đồng chí kiểm tra lại. Nhấn mạnh yêu cầu đòi hỏi rất cao của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi kỳ thi diễn ra trên toàn quốc, được xã hội quan tâm. Kết quả kỳ thi được sử dụng cho nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau. Do đó, Ban chỉ đạo thi các địa phương là không được lơ là trong bất kỳ khâu nào của kỳ thi. Quán triệt tinh thần 3-0. Một là không lơ là chủ quan, tránh cái tư tưởng là làm mãi biết rồi. Cái thứ hai là không tự ý xử lý các tình huống bất thường. Bởi vì các tình huống bất thường thì thường xảy ra là muôn hình vạn trạng. Đã bất thường thì cần phải có xin ý kiến kịp thời để xử lý, để tránh những cái tác động đấy thì không cần thiết. Cái thứ ba là không căng thẳng, áp lực thái quá trong xử lý công việc. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh, kỳ thi năm nay dù học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, nhưng tinh thần đổi mới được thực hiện ở tất cả các khối lớp. Cùng với đó, quy chế thi có một vài điểm mới, điều chỉnh. Do đó, các yêu cầu với công tác tập huấn, quán triệt thực hiện phải được chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ còn 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 chính thức bắt đầu. Thời điểm hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi quan trọng này. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi với hơn 10.600 thí sinh đăng ký dự thi. Tại 27 điểm thi chính thức, gần 2.200 người được huy động tham gia công tác làm nhiệm vụ coi thi. Chúng ta phải nỗ lực trong những cái ngày cuối. Các em là dành thời gian để ôn tập tất cả những kiến thức cơ bản nhất. Và song song với việc ôn tập kiến thức cơ bản thì các em phải có cái chuẩn bị về một số cái vận dụng nâng cao để các em có thể làm được kết quả cao nhất. Cái thứ hai là các em phải chuẩn bị một cái sức khỏe rất là tốt. Đừng chủ quan nhưng cũng không có phải là quá lo lắng thì sẽ giúp cho có những em rất giỏi nhưng mà các em lại không phát huy được cái năng lực của mình. Làm sao chúng ta phát huy tốt nhất cái năng lực sẵn có của mình và có thể hơn thế nữa thì các em sẽ thành công. Từ đầu năm học đến nay, các trường có bậc trung học phổ thông đã thực hiện phân hóa học sinh khối 12 theo năng lực chung, đề ra mục tiêu phấn đấu về chất lượng cho tổ chuyên môn. Nhiều trường tổ chức giảng dạy củng cố, bổ sung kiến thức, phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu kém. Thông qua từng đợt thi thử, đánh giá chất lượng chung và tiếp tục cải tiến phương pháp ôn tập của học sinh. Về kiến thức thì các em cứ ôm chắc, trọng tâm, vững kiến thức trong sách giáo khoa. Bởi thực tế cho thấy là những thủ khoa các năm đều là những học sinh ở trường làng, cũng không học cua, học thêm rồi nhiều, nhưng mà có số điểm rất cao, các em đó cũng là học kiến thức vững chắc từ sách giáo khoa ra mà thôi. Trong quá trình 3 năm rèn luyện thì thầy cô cũng đã nâng dần cái chất lượng của các em lên rất là nhiều. Đặc biệt là vào năm cuối cấp thì nhà trường cũng đã tổ chức nhiều cái buổi phụ đạo chiếu buổi để cho học sinh ôn tập sát với lại cái đề thi tốt nghiệp. Và quan trọng hơn là chọn lọc ra đối tượng học sinh. Những đối tượng học sinh nào yếu hơn thì sẽ có mục tiêu nó vừa phải để đáp ứng cái nhu cầu để các em thi tốt nghiệp.
Tại cuộc họp mới đây, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Bên cạnh đó, phối hợp với các xã, phường, huy động lực lượng đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Hiện các địa phương đang rà soát từng điểm thi, từng thí sinh để không có thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023 được tổ chức vào chiều nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố danh sách 9 phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm giai đoạn 2023-2028, cùng các nhóm nghiên cứu các nhà khoa học có công bố xuất sắc. Với định hướng phát triển khoa học công nghệ tạo động lực gia tăng các chỉ số phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế chính sách trọng dụng đãi ngộ các nhà khoa học, tạo động lực thúc đẩy phát triển các tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chính sách này theo hướng đầu tư tập trung, vùng cao, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các nhóm nghiên cứu có công bố tốt và các chương trình đề tài khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia. Định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm liên ngành đã và đang được tăng cường, đặc biệt là chiến lược phát triển hệ thống phòng thí nghiệm liên ngành tại khu 22,9 ha ở Hòa Lạc để gắn nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp, tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Chiến dịch truyền thông thanh niên với văn hóa giao thông trên các nền tảng mạng xã hội năm 2023 vừa được chính thức phát động sáng nay tại Hà Nội. Theo đó, từ nay tới hết tháng 12 năm 2023, các sản phẩm truyền thông sẽ được phát hành trên mạng xã hội nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu niên về luật giao thông cũng như quy định của pháp luật về việc xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đưa ra các giải pháp sáng tạo của tổ chức đoàn hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh thiếu niên trong việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về văn hóa giao thông. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chỉ sau một năm được Quốc hội thông qua chủ trương, các địa phương có đường vành đai 3 đi qua đã sẵn sàng cho việc khởi công dự án ngày 18 tháng 6 sau khi nhiều kỷ lục về giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thủ tục được thiết lập. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo thông tin về tiến độ dự án trọng điểm quốc gia này. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị của thành phố đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để khởi công dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 83%. Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thì việc áp dụng giá bồi thường tiệm cận với giá trị thường đã tạo nên sự đồng thuận của người dân. Có thể nói lần đầu tiên trong cái lịch sử ngành giao thông thành phố mình có một cái dự án giao thông mà khối lượng lớn về mặt bằng và cũng rất là khó, bởi vì đây là đất đô thị chứ không có nhiều đất nông nghiệp như các địa phương khác, nhưng chúng ta đã thực hiện một cái tốc độ kỷ lục trong một cái thời gian trong vòng chưa đầy 7 tháng. Chúng ta có một cái mục tiêu là trước 30 tháng 6 này thì chúng ta giao được 70% cái mặt bằng cho cái khởi công dự án. Lịch sử chỉ trong vòng có gần một năm chuẩn bị thì đến ngày chủ nhật này, hôm nay là ngày 15 tháng 6 nè, thì ngày chủ nhật 18 tháng 6 thì sẽ khởi công một dự án hết sức quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Hiện nay công tác chuẩn bị xây lắp đã được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai như thiết kế tư vấn đấu thầu công khai. Để thực hiện dự án, Thành phố Hồ Chí Minh cần 7,2 triệu mét khối cát và hiện đã được bố trí. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu đảm bảo tiến độ dự án như đã cam kết với Quốc hội và Chính phủ. Cuối năm 2025 sẽ thông xe trục cao tốc 4 làn xe và đến năm 2026 sẽ hoàn thành phần trục song hành và các phần còn lại của dự án. Chúng ta có những kết quả cũng rất là đáng mừng, nhưng anh em cũng đều hiểu đây không phải là cái điểm dừng, mà đó là chúng ta còn một con đường dài từ đây đến cuối năm 25. Và như vậy thì những thách thức khó khăn lớn nhất vẫn còn ở phía trước, là phải tổ chức thi công trên đồng loạt 47,35 km của 4 địa phương của thành phố, đó là Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh môi trường và đặc biệt là không có hạn chế các tác động đến giao thông đi lại của người dân trong thi công.
có thể thấy là đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là con đường mà còn là giấc mơ, khát vọng về sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc biến giấc mơ đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trở thành hiện thực sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố phát triển và đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho các dự án hạ tầng của thành phố trong tương lai.